Hi, chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em chiếc xe Toyota Avanza 2020 phiên bản mới nhé. Thì ở đây mình đang có là Toyota Avanza số sàn bản 1.3 cho anh em. Bản này sẽ là bản số sàn 5 cấp, mức giá là 537 triệu. Về kích thước tổng thể của xe thì Avanza số sàn 2020 xe có kích thước là 4m19, rộng 1m66 và cao 1m65. Chiều dài cơ sở sẽ là 2m65 và máy là máy 1.3 nhé. Công suất thì tối đa là rơi tầm khoảng 94 mã lực tại 66.000 vòng. Avanza số sàn thì phiên bản mới 2020 này có rất nhiều cải tiến so với phiên bản cũ. Về cải tiến thì cả gọi là thông minh lên và cũng vừa ngu đi rất nhiều. Đây, về phiên bản mới cải tiến này, anh em sẽ có một cái bộ mâm vẫn là mâm 14 inch. Phanh đĩa phía trước, phanh tăng trống phía sau. Mâm khá nhỏ so với một chiếc xe 7 chỗ, và Avanza là 7 chỗ nhé. Đấy. Đây. Con này phanh sau là phanh tăng trống này. Xe trang bị ABS 4 bánh và EBD, phân bổ lực phanh. Con này so với bản cũ nhá, anh em có thể thấy là con này so với bản cũ sẽ có anten vây cá, là một cái nâng cấp này. Anten vây cá và cụm đèn sau cũng được nâng cấp so với bản cũ, nó thiết kế lại cụm đèn sau. Xe sẽ đằng sau sẽ không có cam lùi, không cảm biến lùi nhá, là những không có gì cả, chống hoàn toàn luôn. Về cái nâng cấp của Avanza thì nó sẽ có nâng cấp là về 3 điểm, mình sẽ giới 4 điểm này mình giới thiệu anh em. Thứ nhất là anten vây cá so với bản cũ, là bản cũ là anten dạng cột nhá. Cụm đèn sau cũng được thiết kế lại này. Bộ mâm thiết kế lại là 3 này. Và thiết kế lại nữa là về cái cụm điều hòa. Đây. Điều hòa của Avanza bản này thì vẫn là điều hòa chỉnh tay thôi, nhưng mà đây, cụm điều hòa anh em có thể thấy là nó thiết kế rất giống điều hòa tự động. Đấy, đây Avanza vẫn là điều hòa cơ nhá, hai giật lạnh, nhưng mà cái thiết kế lại ngày trước là cụm điều hòa cũ là nó dạng đúng xoay. Đây là về tổng thể xe. Sau đây mình sẽ có một số cái nhận xét về cái phiên bản Avanza mới này. Về cái phía trước ấy, thì nó không thay đổi nhiều đâu, thiết kế nó vẫn như cũ. Đèn pha halogen này, cũng đèn pha halogen, đèn sương mù cũng halogen nhé. Đấy, nhưng mà mình sẽ bắt đầu nói tới một số cái khá là khó hiểu, là thứ nhất là cái gương nhé. Gương ở đây vẫn là gương chỉnh tay, gương gập tay. Đấy, và sẽ không có xi nhan trên gương. Không có xi nhan trên thân xe. Đấy, mà anh em có thấy khá bé. Gương này đây, khá là nhỏ. Avanza thiết kế đây là cái xe mà có cái bộ gương nhỏ nhất đấy. Đây mình sẽ thử so sánh cho anh em cái gương của con Vigo nhá. Gương của Vigo nó còn ngon hơn rất nhiều. Đấy, to hơn, dễ nhìn hơn. Đây, trong khi đó một chiếc xe 7 chỗ gương khá nhỏ. Đây là cái lạ thứ nhất của Avanza. Đây, mình sẽ nói kỹ hơn về nội thất. Nội thất của Avanza tất cả là sẽ có 7 ghế nhé. Các hàng ghế sẽ là ghế nỉ màu sẫm này. Đây, anh em phải thấy là vì cái hàng ghế thứ hai nó gập 50-50 nên là cái gối tựa đầu ấy nó sẽ thành chia thành hai cái này. Đấy, nhìn rất là dị, cảm giác như có thể 4 người ngồi được nhưng thực ra chỉ 3 người thôi, cái hàng ghế giữa chỉ có 1 người ngồi thôi. Đấy, rất là dị. Đây, hàng ghế phía sau, kích thước xe là dài khoảng 4m2 nên hàng ghế phía sau nó không được thoải mái lắm ngồi tạm. Nhưng mà đây có một cái thiết kế nhé khá là khó hiểu của Avanza, đó là con này thì tất cả các ghế thì là ghế bọc da, nhưng mà chỉ bọc da mặt sau thôi. Đây, ghế bọc da nhé, nhưng mà là bọc da mặt sau, nhưng mà mặt trước, cái mặt sử dụng ấy sẽ bọc nỉ. Đấy, đây mặt trước, đây mặt sau này, mặt sau anh em là da nhé. Đây, mặt sau là da ghế, mặt sau ghế là ghế da, nhưng mặt trước ghế sẽ là ghế nỉ. Đây, mặt trước sẽ là ghế nỉ. Con này sẽ có 2 giàn lạnh này. Đây, đằng sau có các cửa gió điều hòa đây, khá là tiện.
chung là vé Avanza thì cơ bản thì bản số sàn cũng không có gì nhiều. Mình thấy có một số cái là nó hơi khó chịu. Thứ nhất là cái ghế thà nó không bọc da mà nó bọc lỉ hoàn toàn, đây là bọc da đằng sau, bọc lỉ đằng trước khá là bất tiện, đằng nào cũng phải tháo mà. Và thứ hai là cái gương này, anh em có thể thấy cái gương, cái tầm quan sát của cái gương Avanza mới là khá là nhỏ, nhỏ hơn cả cái xe 5 chỗ, trong khi đây là một xe 7 chỗ kinh doanh, khá là khó chịu. Xe vẫn trang bị cho anh em là hai túi khí này, ở đây sẽ có đầu CD, điều hòa cơ. Có lại số sàn thì 5 cấp thôi, phanh tăng trống đấy, chìa cũng là chìa cắm cơ nhá, không có gì nhiều lắm. Và tất cả ghế là ghế chỉnh cơ hết rồi, vô lăng thì cũng không có tích hợp gì cả, chưa có cửa lóc các thứ đâu. Khá là khó hiểu. Được cái là nhiều cái chỗ để cốc này, con này sẽ chạy dịch vụ nên là được nhiều cái chỗ để cốc nước. Đây là một xe mình cũng thể đánh giá là mức giá rẻ nhất trong phân khúc xe 7 chỗ, 537 triệu. Nếu anh em mua hiện tại còn khoảng hơn 500 thôi, hỗ trợ vay trả góp không lãi suất. Nhưng mà thiết kế có nhiều cái điểm nó cũng hơi khác người tí. Nó cũng không được thông minh lắm. Chắc là phải thay đổi ở các phiên bản sau. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Thì nếu anh em mà có nhu cầu lấy xe thì có thể gọi theo số hotline dưới là 0988488803. Hoặc là anh em có nhu cầu vay trả góp thì hiện tại là TOTA sẽ hỗ trợ trả góp cho anh em 0% lãi suất nhé. Thì anh em có nhu cầu liên hệ cứ gọi theo số hotline. Thank you, anh em.